Đến rạng sáng 5 tháng 8 năm 2024, lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ người đàn ông tử vong trên đường 3B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 4 tháng 8, người đàn ông khoảng 38 tuổi chạy xe máy chở theo người phụ nữ cùng một cháu nhỏ trên đường 3B. Khi đến trước căn nhà trên đường 3B, người đàn ông bỗng loạng choạng tay lái, gục trên xe máy. Một người dân chứng kiến cho biết khi người đàn ông gục trên xe máy, người phụ nữ đã lục tìm gì đó trên người nạn nhân. Khi người dân đến gặng hỏi, người phụ nữ nói chỉ là người đi xe ôm rồi đi đâu không rõ. Người đàn ông được người dân hỗ trợ đưa xuống khỏi xe máy, đồng thời gọi báo công an. Nhưng tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt, phong tỏa hiện trường quanh khu vực người đàn ông tử vong. Công an huyện Bình Chánh sau đó cũng có mặt lấy lời khai, trích xuất camera an ninh quanh khu vực để điều tra, cũng như tìm người phụ nữ đi chung xe máy để làm rõ. Sáng 5 tháng 8 năm 2024, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bình Phước đã phải nỗ lực khống chế vụ cháy lớn xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn LC Buffalo nằm tại khu phố Bào Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, khiến ít nhất một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 phút sáng cùng ngày, nhiều công nhân bất ngờ nghe có tiếng nổ lớn, sau đó ngọn lửa nhanh chóng bốc cháy trong khu vực nhà xưởng của công ty. Đám cháy nhanh chóng lan rộng ra các khu vực xung quanh. Sự việc được trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước đã điều động nhiều xe chữa cháy và xe chuyên dụng cùng các lực lượng đến hiện trường. Lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã phải rất nỗ lực để khống chế đám cháy. Một số cán bộ chiến sĩ phải mặc đồ bảo hộ chuyên dụng, có nhiều xe cứu thương đã được điều đến hiện trường và rời đi sau đó. Đầu giờ chiều 5 tháng 8, xung quanh khu vực công ty, lực lượng công an vẫn phong tỏa, không cho người dân tiếp cận gần hiện trường để đảm bảo an toàn. Nguồn tin của báo Thanh niên cho biết đã có một người tử vong, một số người khác bị thương nặng. Được biết công ty trách nhiệm hữu hạn LC Buffalo chuyên sản xuất dầu thực vật, dầu điều. Nguyên nhân vụ cháy cũng như thống kê thiệt hại vụ cháy đang được cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước làm rõ. Hơn 200 người, mỗi người một hoàn cảnh. Nhưng những năm qua, họ đã cùng gắn bó dưới mái ấm mang tên Cơ sở Bảo trợ Xã hội Người tàn tật Hiệp Bình Chánh tại phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Những nhân khẩu đặc biệt đang được nuôi dưỡng tại Cơ sở Bảo trợ Xã hội Người tàn tật Hiệp Bình Chánh đa phần đã ngoài 50 tuổi. Trong suốt gần ấy năm, giấy tờ tùy thân duy nhất mà họ có là tờ giấy khai sinh do cơ sở phối hợp cùng với Công an phường Hiệp Bình Chánh và Bộ phận Tư pháp Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Bình Chánh cấp. Ngày 4 tháng 8 năm 2024, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, tức PC06 Công an thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp cùng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, tức C06 Bộ Công an và Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tổ chức làm căn cước cho 117 nhân khẩu đặc biệt đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Cơ sở Bảo trợ Xã hội Người tàn tật Hiệp Bình Chánh, tại phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức. Đây là 117 nhân khẩu đặc biệt đã được cấp giấy khai sinh và mã số định danh cá nhân, đủ điều kiện thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước. Ông Huỳnh Công Viễn, 52 tuổi, là một trong những nhân khẩu đặc biệt tại Cơ sở Bảo trợ Xã hội Người tàn tật Hiệp Bình Chánh. Không may mắn như những người khác, ông Viễn sinh ra với một cơ thể khiếm khuyết, bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ. Cuộc sống thì quá tốt rồi, trung tâm thì sống, nhà nước thì lo này đầy đủ. Thì tôi thì ba mẹ thì bỏ, sơ thì không còn nuôi, sơ mất rồi. Sau này sống không còn dạng nữa, sống trung tâm nhà nước nuôi, không có gì. Với hoàn cảnh như vậy, ông Viễn không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào. Mãi đến năm 2009, khi quyết định xin nương nhờ ở Cơ sở Bảo trợ Xã hội Người tàn tật Hiệp Bình Chánh, ông Viễn mới được các cán bộ hỗ trợ làm giấy khai sinh, được Công an phường Hiệp Bình Chánh cấp mã số định danh để thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước. Giấy tờ của Viễn thì được chúc tích từ nhỏ đến lớn thì mấy chục năm rồi. Mà không bữa nay có những ngày hôm nay thì trung tâm này có điều kiện thì giúp đỡ cho tôi có giấy khai sinh căn cước thì tụi tôi mừng quá. Đây là lần đầu tiên cũng phường công an làm giúp đỡ cho tụi tôi, mừng hết lớn. Các nhân khẩu đặc biệt tại Cơ sở Bảo trợ Xã hội Người tàn tật Hiệp Bình Chánh đa phần là những người mồ côi, khuyết tật. Với họ,
cơ sở bảo trợ xã hội người tàn tật Hiệp Bình Chánh đã trở thành mái nhà thứ hai, là nơi chăm sóc, nuôi dưỡng, bù đắp cho những thiếu thốn về vật chất và tinh thần của họ. Gắn bó với cơ sở bảo trợ xã hội người tàn tật Hiệp Bình Chánh 11 năm nay, bà Trần Thị Điệp, 69 tuổi, bật khóc khi kể về hoàn cảnh của bản thân. Bà Điệp sinh ra trong một gia đình nghèo tại Bến Tre, cha mẹ mất sớm. Đến tuổi thiếu niên, bà theo chân những người hàng xóm lên thành phố Hồ Chí Minh với hy vọng thoát nghèo. Nhưng số phận trêu ngươi, cái nghèo vẫn đeo bám lấy bà Điệp. Đến năm 2013, do tuổi cao, sức yếu, bản thân lại bị bệnh tiểu đường nặng, bà Điệp xin nương nhờ phận già vào cơ sở bảo trợ xã hội người tàn tật Hiệp Bình Chánh. Khi nghe tin các cán bộ công an sẽ xuống tận cơ sở để thu thập hồ sơ làm thẻ căn cước, bà Điệp đã rất mong chờ. Dù phải xếp hàng chờ đợi, ưu tiên cho nhiều trường hợp yếu thế khác, nhưng bà Điệp cho biết không thấy mệt mỏi hay phiền lòng. Trước đây tôi không có giấy tờ, tôi xin vô đây. Rồi bữa nay là làm được giấy tờ, thì nhờ công an hỗ trợ cho chị em chúng tôi. Rồi có cái giấy tùy thân á, là cũng là được làm người công dân, chị em chúng tôi mừng lắm, cũng cảm ơn. Theo Trung tá Nguyễn Thị Hồng Châu, đội trưởng đội 2, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội PC06 Công an thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua, PC06 cũng đã tích cực phối hợp cùng với các trung tâm bảo trợ xã hội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội để cấp căn cước cho những người yếu thế. Việc cấp thẻ căn cước có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với những nhân khẩu đặc biệt, giúp họ tự tin trở thành một người công dân thực thụ. Việc cấp căn cước cho những nhân khẩu đặc có hoàn cảnh đặc biệt nó mang ý nghĩa rất là quan trọng. Để cho người dân tự tin cầm được một cái trở thành một người công dân và có cái thẻ căn cước. Và ngoài ra thì việc cấp căn cước này cũng là tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan nhà nước, đặc biệt là để triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội được thuận lợi và dễ dàng hơn cho những cái nhân khẩu đặc biệt ở đây. Trung tá Hồng Châu chia sẻ, với tinh thần vì dân phục vụ, quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau, lực lượng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm vượt khó, luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để đưa đề án 06 của chính phủ đến gần hơn với người dân, đặc biệt là những người yếu thế. Trong quá trình cấp căn cước thì lực lượng công an đã rất là có những cái nỗ lực vượt qua những khó khăn. Ví dụ thông tin của những người kê khai đây thì cũng chưa được rõ ràng cụ thể, đòi hỏi cán bộ thực hiện việc xác minh thông tin là phải tìm ra được thông tin chính xác cho những cái nhân khẩu đặc biệt là các cái nhân khẩu mà bị tâm thần, tại trong các trung tâm bảo trợ tâm thần họ không có bình tĩnh để mà trả lời những cái nội dung hoặc là những cái yêu cầu mà tổ công tác cần phải thu thập thông tin. Tuy nhiên, vượt qua mọi khó khăn đó thì lực lượng công an cũng đã phối hợp với lại các cái trung tâm bảo trợ, đặc biệt là cán bộ điều dưỡng, tạo cho người đối tượng của mình thật sự là thoải mái về tinh thần và họ thực sự khỏe thì họ sẽ cung cấp thông tin. Trung tá Nguyễn Thị Hồng Châu cho hay, sau một năm thực hiện đề án 06 của chính phủ, Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp gần 2.000 căn cước công dân và thẻ căn cước cho những người yếu thế trên địa bàn thành phố. Trong thời gian tới, Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh tổ chức triển khai thực hiện luật căn cước, cấp thẻ căn cước cho các nhân khẩu đặc biệt đang cư trú tại các trung tâm, cơ sở bảo trợ trên địa bàn thành phố.